Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Benjamin Netanyahu vào ngày 11 tháng 8, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã bày tỏ quan ngại về chiều hướng leo thang căng thẳng khu vực trong cuộc chiến ở dải Gaza. Người phát ngôn chính thức của Đức Wolfgang Büchner dẫn lời Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh hiện là thời điểm hoàn tất thỏa thuận về việc trả tự do cho các con tin và ngừng bắn. Nhà lãnh đạo Đức lưu ý, chấm dứt xung đột ở dải Gaza sẽ là bước đi quyết định hướng tới hạ nhiệt căng thẳng ở khu vực Trung Đông. Ngoài ra, Thủ tướng Scholz cũng bày tỏ lo ngại với người đồng cấp Netanyahu rằng Israel đã đạt được nhiều mục tiêu quân sự trong cuộc chiến chống phong trào Hồi giáo Hamas, song thương vong đối với dân thường và nỗi thống khổ của người dân ở dải Gaza lại rất lớn. Trong khi đó, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra tuyên bố cho biết, Ngoại trưởng Vương Nghị đã điện đàm với quyền Ngoại trưởng Iran Ali Bagheri Kani, khẳng định Bắc Kinh ủng hộ Tehran trong công cuộc bảo vệ chủ quyền, an ninh và phẩm giá quốc gia. Trong cuộc điện đàm, ông Vương Nghị đã nhắc lại lập trường của Trung Quốc, lên án vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran hôm 31 tháng 7, cho rằng hành động này đã xâm phạm chủ quyền của Iran và đe dọa sự ổn định của khu vực. Theo Ngoại trưởng Trung Quốc, vụ ám sát thủ lĩnh Haniyeh đã làm suy yếu trực tiếp tiến trình đàm phán ngừng bắn ở Gaza, cũng như hòa bình và ổn định trong khu vực. Ông nhấn mạnh, Trung Quốc ủng hộ Iran trong công cuộc bảo vệ chủ quyền, an ninh và phẩm giá quốc gia theo luật pháp và những nỗ lực của Iran nhằm duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực, sẵn sàng duy trì liên lạc chặt chẽ với Iran. Trước đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã đề cử ông Abbas Araki làm Ngoại trưởng nước này. Ông Araki từng là nhà đàm phán chính của Iran trong những cuộc đàm phán hạt nhân từ năm 2013 đến năm 2021. Ngày 11 tháng 8, Israel liên tục không kích vào nhiều khu vực ở miền nam Liban. Các cuộc tấn công lẫn nhau giữa Israel và Hezbollah tiếp diễn trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên gia tăng, khi Hezbollah tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ sau vụ Israel sát hại chỉ huy quân sự cấp cao của lực lượng này trong một cuộc không kích vào thủ đô Beirut của Liban. Cụ thể, tuyên bố của quân đội Israel cho biết họ đã tấn công các cơ sở quân sự của Hezbollah trong suốt ngày 11 tháng 8 ở khu vực Adaise, tấn công một nhóm tay súng Hezbollah ở khu vực Tay Bê, cũng như phá hủy các vũ khí tại một cơ sở quân sự ở khu vực Dataya. Hezbollah xác nhận hai chiến binh của lực lượng này đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel tại Tay Bê. Trong khi chính quyền Liban tại khu vực cho biết ít nhất 3 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào Dataya. Phía Hezbollah đáp trả bằng các cuộc tấn công vào vị trí quân sự ở miền bắc Israel vào ngày 11 tháng 8. Trước đó một ngày, lực lượng này cũng sử dụng các máy bay không người lái, chứa thuốc nổ, tấn công vào một căn cứ quân sự ở miền bắc Israel, khiến một số binh sĩ Israel thương vong. Căng thẳng tại khu vực biên giới giữa Israel và Liban đã tăng cao sau vụ Israel sát hại chỉ huy quân sự cấp cao của Hezbollah. Quân đội Israel đã triển khai lực lượng, phương tiện tại khu vực biên giới phía Bắc trong những tháng qua và đã có phương án cho một cuộc tấn công toàn diện tại khu vực biên giới. Trong khi đó, một trung tâm nghiên cứu quân sự có trụ sở tại Israel đánh giá, Hezbollah đã triển khai các loại tên lửa và rocket ở nhiều khu vực trên khắp Liban, đặc biệt là tại miền Nam. Trong đó có những loại chưa từng được sử dụng trong cuộc giao tranh với Israel trong suốt 10 tháng qua, bao gồm tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và tên lửa chống hạm. Bên cạnh đòn không kích dữ dội của Israel, đồng minh thân cận là Mỹ cũng đã điều động dàn tiêm kích mang theo tên lửa siêu vật âm có mặt ở Trung Đông. Theo Warzone, các chiến đấu cơ FA-18E Super Hornet thuộc phi đội tiêm kích tấn công 25, gọi tắt là VFA-25, đã có mặt tại căn cứ không quân Muwaffa Santi của Jordani. Theo đó, các máy bay đã được chuẩn bị để sẵn sàng triển khai hoạt động không đối không. Mỗi máy bay được trang bị ít nhất 4 tên lửa không đối không tầm trung hiện đại, AIM-120 và 4 tên lửa AIM-9X Sidewinder. Không quân Mỹ cho hay, tên lửa AIM-120 còn được gọi là AMRAAM, là tên lửa siêu vật âm có trọng lượng phóng hơn 150 kg, phạm vi hoạt động hơn 32 km và trang bị đầu đạn nổ phá mảnh. Trong khi đó, AIM-9X Sidewinder là tên lửa siêu vật âm tầm nhiệt không đối không, trọng lượng khi phóng là 86 kg và được sử dụng đầu đạn nổ phân mảnh hình khuyên. Sự xuất hiện của các tiêm kích FA-18E Super Hornet ở Trung Đông là một phần trong kế hoạch tăng cường quân sự của Mỹ để đề phòng cuộc tấn công tiềm tàng của Iran và các lực lượng ủy nhiệm nhằm vào Israel. Iran đã thề sẽ đáp trả sau vụ thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát ở Tehran. Phía Iran cáo buộc Israel đứng đằng sau vụ việc. Còn vào ngày 8 tháng 8, trong bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết các tiêm kích F-22 Raptor cũng đã hạ cánh xuống khu vực mà đơn vị này chịu trách nhiệm. Các chiến đấu cơ F-15 Israel Eagle của không quân Mỹ cất cánh từ Jordani từng là chìa khóa giúp Israel phòng thủ trước đòn tấn công quy mô lớn của Iran vào tháng 4.
thời điểm mà Tehran phóng khoảng 300 máy bay không người lái UAV và tên lửa về phía Israel. Press TV cũng từng công bố một đoạn video do UAV của Iran quay lại hình ảnh một tàu vận tải đổ bộ lớp San Antonio cùng một tàu tấn công đổ bộ lớp Quds của Hải quân Mỹ và tàu sân bay trực thăng Juan Carlos I của Tây Ban Nha. Đoạn video được công bố ngay sau buổi lễ Iran kỷ niệm bổ sung 2.640 hệ thống tên lửa, UAV và nhiều thiết bị khác cho các đơn vị chiến đấu của Hải quân. Đây không phải là lần đầu tiên UAV Iran quay lại được hình ảnh chi tiết về dàn vũ khí Mỹ. Vào tháng 4 năm 2021, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cũng từng công bố đoạn video cận cảnh một tàu sân bay Mỹ di chuyển qua Vịnh Ba Tư. Đoạn video này đã cung cấp hình ảnh chi tiết và theo thời gian thực tế về các chiến đấu cơ cùng nhiều thiết bị quân sự nằm trên boong tàu sân bay Mỹ. Trước đó vào năm 2019, truyền thông Iran cũng đã chia sẻ đoạn video cận cảnh chất lượng cao từ UAV Ababin 3 bay phía trên tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower của Mỹ ở Vịnh Ba Tư. Ngày 10 tháng 8, Bộ trưởng Ngoại giao Jordani Ayman Safadi đã gửi thông điệp cho hai quốc gia láng giềng Iran và Israel khi cảnh báo rằng nước này sẽ không cho phép bất kỳ nước nào xâm phạm không phận và gây nguy hiểm cho sự an nguy của người dân. Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Al Arabiya của Ả Rập Xê Út, ông Safadi tuyên bố rằng Jordani không phải là chiến trường của Iran hay Israel và nước này đã thông báo với cả hai quốc gia láng giềng là sẽ không cho phép bất kỳ ai xâm phạm không phận, gây nguy hiểm cho sự an toàn của người dân. Cũng theo lời Bộ trưởng Safadi, Jordani sẽ đánh chặn bất cứ thứ gì bay qua không phận quốc gia của nước này. Trước đó, hồi tháng 4, Jordani cũng đã từng đánh chặn các vật thể bay xâm phạm không phận sau khi Iran phóng thiết bị bay không người lái và tên lửa nhằm vào Israel để trả đũa vụ không kích nhằm vào lãnh sự quán Iran tại thủ đô Damascus của Syria và Tehran cho là do Tel Aviv thực hiện. Hiện tại, căng thẳng ở Trung Đông đang bị đẩy lên đến đỉnh điểm trước một cuộc tấn công tiềm tàng của Iran sau khi xảy ra liên tiếp hai vụ sát hại quan chức cấp cao của Hamas và Hezbollah. Thủ lĩnh chính trị của Hamas Ismail Haniyeh thiệt mạng trong cuộc không kích rạng sáng ngày 31 tháng 7 tại thủ đô Tehran sau khi tham dự lễ nhậm chức của tân tổng thống Iran. Trong khi đó, Fuad Shukr, chỉ huy quân sự cấp cao nhất của Hezbollah và là cánh tay phải của thủ lĩnh Hassan Nasrallah, tử vong trong cuộc không kích của Israel vào miền nam thủ đô Beirut của Liban vào đêm ngày 30 tháng 7 để trả đũa vụ tấn công ở cao nguyên Golan trước đó. Còn tại Gaza, cuộc xung đột giữa Israel và Hamas kéo dài gần 10 tháng đã khiến khoảng 40.000 người thiệt mạng. Bên phía Israel cũng có 1.400 người bị cướp đi sinh mạng. Trong khi đó, các cuộc giao tranh gần như mỗi ngày giữa Israel và Hezbollah đến nay đã cướp đi sinh mạng của 530 người tại Liban và 47 người tại Israel. Những diễn biến căng thẳng liên tục phát đi những cảnh báo nguy hiểm đối với khu vực chưa bao giờ ngơi tiếng súng này. Tối ngày 10 tháng 8, lực lượng phòng vệ Israel IDF và cơ quan an ninh tình báo Shin Bet của nước này đã công bố danh sách 19 tay súng Hamas mà họ cho biết đã tiêu diệt trong một cuộc không kích trong sáng cùng ngày ở Gaza. Theo tờ Time of Israel, cơ quan phòng vệ dân sự do Hamas điều hành ở dải Gaza cho biết ít nhất 90 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích, mô tả đây là một vụ thảm sát kinh hoàng. Trong một tuyên bố, IDF cho biết cuộc không kích được thực hiện bằng 3 đầu đạn chính xác nhằm vào phòng chỉ huy của Hamas được giấu bên trong một nhà thờ Hồi giáo tại khu phức hợp trường học Tabaen. Quân đội Israel nêu rõ, các hình ảnh ghi lại khung cảnh sau khi tiến hành không kích cho thấy không có thiệt hại lớn nào đối với khu phức hợp trường học xung quanh. Họ cũng cho biết rằng các tên lửa không thể gây ra thiệt hại tương ứng với các báo cáo thương vong của văn phòng truyền thông chính quyền ở Gaza, cũng như thông tin tình báo của họ trước đó cung cấp khi tấn công, không có phụ nữ trẻ em có mặt trong trường học. Người phát ngôn của IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, cho biết theo nhiều thông tin tình báo khác nhau, có khả năng cao, chỉ huy lữ đoàn trung tâm Jihad Hồi giáo Ashraf Judah cũng có mặt tại hiện trường vụ không kích. Tuy nhiên, theo quan chức này, vẫn chưa rõ liệu Judah có bị sát hại trong cuộc không kích hay không. Chuẩn đô đốc Hagari cho biết, trong những tháng gần đây, Hamas ngày càng khai thác các tòa nhà trường học, thường là nơi dân thường trú ẩn bên trong, để sử dụng làm cơ sở quân sự, trung tâm chỉ huy và kiểm soát, cất giữ vũ khí và thực hiện các cuộc tấn công bạo lực. Ông Hagari chỉ ra số liệu thương vong mà Hamas công bố không phân loại người tham chiến và dân thường cũng như không khớp với thông tin mà IDF thu được. Một số nhà ngoại giao phương Tây cũng như những bên hòa giải như Ai Cập và Qatar trong các cuộc đàm phán ngừng bắn và trao đổi con tin cùng nhiều quốc gia Hồi giáo đã lên án Israel về cuộc không kích. Trong một tuyên bố ngày 10 tháng 8, Nhà Trắng cho biết họ vô cùng quan ngại về cuộc không kích và đang thu thập thêm thông tin chi tiết. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Shin Shavit nêu rõ, chúng tôi biết Hamas đã sử dụng trường học làm địa điểm tập kết và hoạt động, nhưng chúng tôi cũng đã nhiều lần và nhất quán nói rằng Israel phải thực hiện các biện pháp để giảm thiểu thiệt hại cho dân thường. Phó Tổng thống Mỹ, đồng thời là ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Kamala Harris, nói với các phóng viên cùng ngày, nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ở Gaza rằng, một lần nữa, quá nhiều thường dân đã thiệt mạng, bày tỏ trên mạng xã hội X,
người đứng đầu cơ quan phụ trách chính sách đối ngoại của EU, Joseph Borrell, viết rằng thực sự kinh hoàng trước hình ảnh một trường học trú ẩn ở Gaza bị Israel tấn công, với hàng loạt nạn nhân Palestine được cho là đã thiệt mạng. Ít nhất 10 trường học đã bị nhắm mục tiêu trong những tuần gần đây. Không có lý do gì để biện minh cho những vụ thảm sát này. Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Lammy cũng cho biết, anh lo lắng trước cuộc không kích chết người của Israel và kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Trong khi đó, Pháp lại nhấn mạnh họ lên án cuộc tấn công bằng những lời lẽ cứng rắn nhất. Về phần mình, Ai Cập tuyên bố hành động sát hại có chủ đích của Israel vào ngày 10 tháng 8 đối với người Palestine cho thấy rằng nước này thiếu động cơ chính trị để chấm dứt chiến tranh ở Gaza trong bối cảnh các cuộc đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn vẫn đang diễn ra nhưng rất mong manh. Tương tự, Ai Cập, Qatar, một bên trung gian trong các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas, đã yêu cầu một cuộc điều tra khẩn cấp sau vụ tấn công. Bộ Ngoại giao Qatar cho biết họ yêu cầu thành lập một cuộc điều tra quốc tế khẩn cấp, bao gồm cả việc cử các điều tra viên độc lập của Liên Hợp Quốc để xác minh sự thật liên quan đến việc lực lượng Israel tiếp tục nhắm mục tiêu vào các trường học và nơi trú ẩn của những người di tản.